Xin chào quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu đến quý vị một trong những địa danh tại địa phương xã Đức Dụng. Đó là chùa Bồ Đề. Chùa Bồ Đề có tên gọi khác là chùa Trái Bí. Một số người thì còn nhớ với tên là chùa Trái Bí, nhưng một tên chính thức là chùa Bồ Đề. Chùa Bồ Đề được xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ 20, đó là những năm 1938, do cư sĩ Minh Tâm, Lê Đình Thám cùng các tu sĩ làng Bồ Đề thành lập nên. Lúc ấy thì chùa được lấy tên là Gia Đình Phật Tử làng Bồ Đề. Sau này chùa phát triển thành là chùa Bồ Đề. Năm 1972 thì chùa bị một trận bom đánh sập hoàn toàn. Sau đó chùa được bà con cùng tu sĩ làng Bồ Đề góp công xây dựng lại. Nhưng đến năm 2012 thì chùa quá xuống cấp nên đã được bà con Phật tử đóng góp công sức xây dựng trùng tu lại chùa. Và đến năm 2017 thì chùa an vị Phật cho đến nay. Chùa Bồ Đề hiện tại do Thích Nữ Chánh Định Phạm Thị Lục làm chủ trì. Chùa Bồ Đề có một cái đại hồng chung. Thì đại hồng chung này đã cúng về cái chùa Khánh Long. Chùa Khánh Long cũng đóng trên địa phương huyện Bù Đức. Và cái quả chuông mới này thì là được đúc mới đây vào những năm 2012. Quả chuông này thì hiện tại là đang có kích thước lớn nhất tại khu vực xã Đức Nhuận, trong các chùa hiện hữu đang có. Chùa Bồ Đề là một trong hai ngôi chùa lớn tại xã Đức Nhuận, có không gian và kiến trúc khá là đẹp. Chùa Bồ Đề nằm ở trên đường liên xã 627B, nối từ Bồ Đề đi Đức Lợi, nằm cách quốc lộ 1A khoảng tầm 300m, cách cầu Bồ Đề, cách cầu sông Vệ 300m. Nếu quý vị có điều kiện quay trở về quê hương thì xin hãy một lần ghé thăm chùa Bồ Đề để dâng nén hương lên lễ Phật, cầu bình an và phước lành cho gia đình và quê hương đất mẹ của mình. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu về chùa, có cuộc trò chuyện với sư cô trụ trì. Bắt đầu mình hồi nãy là mình đã giới thiệu về chùa Nan Hon rồi. Bây giờ mình đi tìm hiểu tiếp một cái chùa, đó là chùa Bồ Đề. Thì chùa Bồ Đề nó cũng được xây dựng cũng cùng thời với chùa Nan Hon vào năm 1938. Ở đây xuất phát từ cái một cái đình của một người ở đây, ở lòn ở đây, và sau đó có một cái vị bác sĩ người ta đến đây và người ta cúng dường và ủng hộ. Thì theo được sư nói là xây dựng là chùa này, và nó có cái chùa này nó xây dựng đến năm một nghìn tầm sau 1932 nó bị bom đánh sập hết, và sau đó thì Phật tử ở đây cũng cúng dường lại và xây dựng từ năm 1930 đến khoảng năm 1915 thì bắt đầu chùa nó xuống cấp quá nhiều và tu kêu gọi Phật tử xây dựng lại. Và đến năm 2017 thì ông vị Phật lễ ông vị Phật, và đến hôm nay chùa đã tu lớn hoàn thiện. Thì chùa này có cái địa danh mà nó gắn liền rất là nhiều với cái tuổi thơ cũng như là cái lịch sử của lao đời ở Đức Dụng, con em Đức Dụng. Thứ nhất nó gắn với sau khi mà mình đi từ cầu sông Vệ qua khoảng đoạn hơi mấy mình xuống ngã ba Bà Đọt, cũng là một cái tây mà rất là thân thương với mọi người. Thì đây là cái chánh điện. Thì chánh điện này cũng phía sau có một điều đặc biệt là cái chùa này với cái chùa Nan Hon thì đều là do một đời chú Phật tử chú Sơn, gia đình chú Sơn Lãi đã cúng
cây bồ đề phía sau rất là đẹp, ví dụ đẹp và chùa hôm nay đã hoàn thiện. Mà mỗi đêm thì chùa tổ chức cho Phật tử về tu tập tu tu cái này, thì mỗi đêm mình đứng về và ngồi thiền thì có cái cũng tầm 30 đến 40 Phật tử, và hàng rào một hộ đó, thì khoảng tầm 80 đến 100 Phật tử ở các nơi tụ về đây để sinh hoạt và dùng cơm trưa. Mà mình đi ra phía sau mình coi chứ có gì hay. Đây là cái dân thờ phía sau. Đây là cái dân thờ phía sau thờ sư mà mình cái năm mà chùa ở này là năm mấy sư, năm nã sư nói là một tiếng năm 38 ông bác sĩ gì chưa vậy nã sư nói bác sĩ Lê Đình Thắng đó. Ông là con cái người khai sáng gia đình tới đầu tiên á. Bác sĩ Minh Tâm, ông có phát danh là Minh Tâm, gia đình thống. Mà nó gia cấp gia đình một tử điện thờ cái hành của nó. Có nghĩa là Ông thành lập và có cái hội gia đình một tử. Ông có ngãi người là ở Cánh Miền Trung. Nhưng mà ông đến chùa mình là ông thấy ở đây là ông đến chùa Trung. Có đấy. Ông để lại. Rồi ông lịch sử truyền miệng nhưng mà nó đúng sót. Tôi là ông lấy đây xong rồi ông nghĩ là ủng hộ tinh thần Phật tử ở nơi đây, ở đây rồi bắt đầu mình làm cái chuyện quán tập năm đó rồi hai nét đồng với chùa Nhân Ân á, như là tiếp nấu rồi mới đến được biết là như năm 1930 không sư là nó bị sập cái như bị đánh xô nên sập phá bùn ót liền đó mấy năm đó là cái chấm điểm chiến hai cái rác này sập thì lúc đó là nó có một cái chú Phật tử ông bị chát sao á, ông liệu anh của chú Thọ hầu cũng giống như cái vợ là Tuấn Lính á, bị hạ bé không là nó mảnh bom rồi sao á, từ năm đó là một chú ba hơi đó vẫn làm đó nghe ông gặp biết là ừ trong đó có ông nội á, nhà lương á, là rồi năm 73 thì có mộ của thầy Tâm Chánh nè, thầy Tâm Chánh là thầy ở đây, rồi đến đây mà cung một thầy thì thầy hoạt động trên mở ở trên cánh mà Bình Sơn á, thầy bị thương rồi phải viện chùa này thì cô cũng cái chân rồi cô nhân lại thì về thì mới cho nước đó cái nghèo thì dân chống nghèo khổ mất may cũng không đầy đủ thay thầy chết thì khi mà mấy chú Phật tử đưa thầy về đi cái đẩy xe chiếc xe lon á, đưa thầy về tới cầu dân La Hài gì đó là xe nó cháy mát, tức là coi như là mấy chú mới đột ngoài không nổ mà tài xế đột ngoài không nổ của đồng đó là nguyện nếu mà thầy muốn trở về lại chùa Bồ Đề Chân á thì bây giờ thầy phải cho một cái gì đó để cho chúng con biết để cho xe nổ mát mới nguyện sang đột cái nổ mát. Cho là bắt đầu cái xe nó quanh về năm mấy năm 33 rồi có nghĩa là đó người hoạt động mà vừa về là thầy tổng là cái quy chương không kiến hợp nhất đó chứ vì này vậy nó cũng là một cái giống vừa cái chùa mình đó là nó vừa là cái văn hóa mà vừa nó cũng mong cái chất lịch sử đó chứ một cái địa điểm lịch sử không nghĩa là thầy không có cái gì quen mà lâu nay biết này ý là qua chùa đổi không ấy là qua chùa đổi mình đây thì bao nhiêu năm về chùa mình rất là nhiều lần rồi cũng ghé cái chùa nhiều không lên đó nhưng mà hôm nay khi mà nghe là... cô kể cho nghe nè khi mà cô về đó đó cô về đây là năm hơn ngần không trăm nữa ha thì nhưng mà hơn ngần là đã đến đây rồi tức là cô cái ngày đó cô nói chung là sống trong thành phố này nó thoải mái thì cô sống trong đó cứ bên mấy năm rồi thăm mấy năm chưa tôi đã qua chục năm thăm mấy năm về
tiền này thì thấy Phật tử nhiều, mà mình này thấy cực quá. Tôi mới mắng tâm rồi, tôi nó mới trở lại chùa, mình vô lại thành phố. Cái sống mình này thì thấy có vẻ nó vất vả quá. Nó có người nữa, mình sống trên chúng là 70-80 người. Cái thời điểm mà cô sống ở Duy Điện Hòa Cần Thơ trong người 4-5 năm, người về lên Kim Sơn thành phố để sống cũng phải như mấy vị. Thì cái công việc nó rất là nhẹ nhàng, mà đi đóng ma, đóng đồ, một lần mà đi cả thơ cho cô đó. Quá về đây cũng mình lai quanh hết, tôi thấy nó mệt quá. Đúng chùa lúc đó nó cũng không có Phật tử mà đi trợt lên trợt xuống nữa. Rồi cô mắng tâm, cô chỉ mắng tâm là cô mắng tâm rồi gửi chùa lại cho Phật tử, cô đưa lại thành phố. Mà từ cái không biết từ cái chính điện nha, đi xuống nhà tổ nó có bị cái bà con cắt nhiều nha máy. Vừa bước xuống là cô một cái bàn tay thiệt là lớn, ngoài sau lưng cô nè, ý ngoài sau lưng cô xô cô tái ập xuống. Cái tay này nó sớm từ 8 giờ sớm mà đến 4 giờ chiều chịu không nổi, nó nhức quá. Rồi phải cô ấy cũng mới chở lên đi sửa. Thì về cô mới nguyện lại, cô nguyện lại là chư vị cũng muốn con ở đây á, thì cô ủng hộ cho con để cho con có mạnh mẽ. Con ở chứ thấy cái cảnh trời mưa thì gió thì dầu cái mà đi thì trật lên trật xuống có, rồi là không có Phật tử phụ họa đó. Thì nếu mà chư vị muốn con ở đây á thì cô ủng hộ cho con phụ họa 5 năm thôi mà thôi chết. Năm mái mình sửa lại sau đây có đạt năm hơn là lấy cám tôi làm ở nhà kia tính là làm chùa đó, nhưng mà thấy Phật tử không có kinh phí không làm cái nhà đó. Mới đầu năm rồi năm hơn 10 mái mình 15-16 này 12 làm chùa rồi tới năm 10 mái nè lâu hơn thì ngon, mà đầu trước thì ngon không được đây trước mà mình là sao mình không làm sao chứ sao nó với nhà nào cũng làm ra rồi cái nhớ là cái này trước nó cái giòn lại trước rồi bằng bằng lên nên là 16 là năm quen mình hơn là 16 là mình không bị nặng như thế này nhá. Tốt còn muốn na mình để là cũng mười hồi ba ba thì cũng tứ năm rồi, từ năm ba ba mà lấy xương về đúng là hồn hết. Các quân mình mà nhậu quá, quân mình có leo chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Nếu có dịp quay trở lại quê hương, chúng tôi rất là mong quý vị một lần ghé đến thăm chùa Bồ Đề và cùng dâng nén nhang lên lễ Phật cầu bình an và phước lành cho gia đình và bản thân. Xin cảm ơn quý vị.